hẳn không còn hiện diện ngay lúc này, nhưng nó vẫn còn nằm ẩn sâu đâu đó và sẽ tích lũy trở lại. Thức ăn chỉ mang lại cho chúng ta một chút vị mặn đầu lưỡi, nó không đủ cho chúng ta duy trì cuộc sống. Vậy mà rất nhiều người đã sống chỉ vì ăn, và chỉ một số ít người biết rằng mình ăn để sống. Suốt những ngày đầu, để tìm kiếm một khoảng thời gian vui sướng mỹ mãn, người thanh niên đã mời cô gái đi chơi bowling. Cô gái tỏ vẻ không thích. Anh chàng lại tìm cách mời cô đi xem phim, nhưng cô gái cũng chẳng màng gì đến phim ảnh. Loay hoay mãi, người thanh niên rút điếu thuốc mời cô gái, nhưng cô vẫn từ chối. Rồi anh hỏi cô có thích nhảy và uống một chút gì đó không? Cô gái vẫn một mực không nhận lời, với lý do đơn giản là cô không quan tâm đến những thứ ấy. Tuyệt vọng, anh mời cô đến ngủ với anh.